lịch sử nước nhà tuổi thiếu niên văn hậu Trần Quốc Toàn là người anh hùng dân tộc vang danh sử sách muôn đời năm 1282 vua Trần mở hội nghị bình than lòng toàn đau tiếp ruột bầm gan vì quân nguyên đang rình rập cõi bờ Oh,
son. Nước Việt Nam ta đẹp tuyệt vời.